Ok, và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với tập tiếp theo của Dead Rising 4. Mình là Hiếu Béo. Và rất xin lỗi các bạn vì một hai hôm vừa rồi mình không thể làm video. Bởi vì, well, các bạn biết đấy, mình cũng phải đi chơi các ngày dịp lễ chứ. Nhưng mà các bạn sẽ có thể thông cảm cho mình. Dù sao thì mình cũng đã ở đây rồi. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ có hai cái nhiệm vụ. Một cái chính và một cái phụ. Một cái chính thì chúng ta vẫn sẽ đi theo cái nhiệm vụ màu vàng như các bạn có thể thấy trên màn hình. Có cái nhiệm vụ phụ thì con bạn gái của thằng nhà báo nó giao cho chúng ta là đi kiếm một vài câu chuyện để cho nó có thể phát sóng cái chương trình của nó. Vâng, thực sự mình hiện tại mình chưa đoán, mình chưa quyết đoán được là nên làm nhiệm vụ nào trước. Nhưng mà cái mình rất muốn bây giờ đó là test thử cái kiếm băng này. Thực sự để mà nói tuyệt vãi đái, thề đã vãi luôn. Chặt một pha đóng băng. Oh shit boy, get wrecked chứ. Wrecked. Tiếng súng nhiều thế. Ở đây là có cái gì đây? Bây giờ thực sự là mình phải có cái exo suit. Có cái bộ exo đây là mình kiếm ở đâu ra? Bây giờ sẽ kiếm lối xuống đi. Coi nào. Here we go. Chúng ta có người cần giúp ở đây. Đây là người cần giúp hay là nó muốn đánh mình ấy? Oh my god. Mày động nhầm chỗ rồi, con đũi. Fuck you. Lấy cái chỗ này, cái điểm màu xanh nó ngay gần đây nên là mình chắc là mình sẽ qua check thử. Vì thực sự là những cái tập trước thì cũng có vài bạn nói là mình nên thỉnh thoảng check qua một vài thứ để gọi là nếu mà tiện các cái nhiệm vụ của chúng ta. Dù thì vẫn phải kiếm lối vào. Cuộc tình dù đúng dù sai. Cung này. Mình sẽ chiều theo các bạn. Mình sẽ xả combo vũ khí suốt luôn. Nào. Đó. You happy? Ở trên này nó lại là một chỗ khác rồi. Cứ nhảy xuống đây thử xem nào. Băng cho mình vào khu này à? Can you show me the way? Oh, chúng ta chỉ đơn giản là mở cửa thôi mà. Oh shit. Oh. Cảm giác thế nào khi bị nhốt? Ui, mẹ trong này vẫn có. Bình tĩnh. À, trong này chắc là... Bình tĩnh. Đừng có kêu nữa. Rồi, vũ khí mới tiếp này. Equalizer. Mồm bé thôi. Trong khu này là chúng ta có thể cứu được một cái đơn vị trong này này. Tao nghe rồi, I hear you. So shut up. Tao đang cố gắng đây. Đừng có hối dục. Tao ghét nhất là hối dục. Wait for me. Nó đéo đâu kêu nhiều thế nhỉ? Chúng nó ở đâu ấy nhỉ? Chả còn zom nữa mà cứ kêu. Tao giết hết rồi mà. Somebody help me.
What the fuck, chúng nó ở đâu ta? Rồi, cứ lục đồ trước đã. Game thế giới mở mà, thỉnh thoảng chúng ta cũng nên mò mò vài thứ các bạn ạ. Vitamin. Vitamin. Yeah. Đùa chứ bọn này kêu hơi nhiều ấy, thấy hơi phiền, hơi phiền hà rồi đấy. Tao biết là chúng mày không muốn chết ở đây rồi. Ít ra chúng mày cũng phải cho tao một cái tín hiệu gì đấy để tao biết chúng mày ở đâu chứ. Có khi chúng nó còn ở trong này nữa. Đây là... Quá mẹ rồi. Đừng để tao phải... Tao thề đừng để tao phải phải bỏ chúng mày lại đây. Đây, người ở trong này đây. Nhưng mà tao dọn dẹp hết rồi còn đâu. Hết rồi còn đâu, chúng mày ra đi. Help, đéo gì help hoài. À, còn dưới này à. Ok, you motherfucker. Muốn chuyển thì vào đây. Mày. Cái loại ngu. Xong. Đây là ở Old Town, thành phố cũ. Rồi bây giờ mới cửa được hết nè. Hey, hey, handsome guy. Oh my god, thực sự mình quên luôn cái phần là cái phần chọn. Oh my god, mình quên hẳn cái phần chọn chọn quần áo luôn. Này phong cách gì đây? Hitman à? Không phải. Ui. Xong quả hình gì đây? Nhật Bản à? Đẹp vãi. Đây là các bộ mình nghĩ là ở có trong DLC luôn. Ôi trời ơi. Fuck sake. Thử bộ này đi được đấy. Ok. Để xem là mình có mua gì của được bọn mấy thằng ngu ấy không. Úi dồi, còn có tầng dưới nữa. Sao nhiều ấy? Nhiều tầng thế. À, đây lại là ra khu siêu thị rồi. Ừ, nó có lối dẫn cả các bạn ạ. Trong này lại là lớp học này. Dòm trong này tất nhiên là chết hết rồi. Mình có thể đảm bảo cái điều đó. Ui dồi ôi, các bạn nhìn phòng ngủ này. Ấm cúng quá ai. Thề. Rồi thôi, chắc mình lên thôi. Ở đây chả còn gì cả. Lại còn tránh nhạc bản quyền nữa. Ok, chúng mày có gì cho tao nào. Man, thực sự tao không muốn mua mấy cái bullshit này. Xe thì mình không muốn mua. Xe dùng hỏng nhanh vãi đái. Ra xem từng đứa em có đứa nào bán mà. Map of Old Town. Blueprint này. Big Upload. À, cái bản đồ này nó chứa toàn bộ các cái nơi mà được con Vic nó nghĩa là các cái chỗ mà chắc là con Vic nó đã đến thì phải. Vic Cloud Upload này. Chắc là kiểu những cái chỗ mà nó đã đến, những cái nơi nó đã đến này. Quan trọng gì với mình không nhỉ? Bởi thực sự mình chẳng có tiền. Mình chẳng có tiền này. Không biết cái này chả biết cần ngay hay chưa. Food thì mình cũng có nhiều rồi. Chúng mày có bán blueprint vũ khí thì bán chứ còn đây. Oh shit.
combo này. Sang combo coi. Wow. Bọn này nhiều combo thế. Mà cũng rẻ nữa chứ. Rẻ vãi. Cái này là gậy gì đây? Gandalf. Gandalf. Các bạn không biết thì Gandalf nó là một cái slang word của tên riêng của một phù thủy xám rất là vĩ đại ở trong Lord of the Rings, Gandalf. Đây là chắc là cái gậy này cố tình họ bẻ lái cái tên thành Gandalf nghe cho nó bự bựa. Đây chúng ta có kiếm laser này. Này cái đéo gì? Rolling Thunder, không biết là cái gì luôn. Nhiều thế. Tripod Zapper này phải. Giật điện hay cái gì này, hình con khủng long này. Mình có thể mua cái gì, mình mua thử cái Gandalf này, đằng nào tiền mình cũng chẳng để làm gì. Ok. Hey, listen up. Don't get it. Rồi. Mình sẽ thử cái gậy Gandalf này. Hy vọng là gậy của phù thủy xám sẽ giúp mình có một cái lối đi nó tươi sáng hơn. Ho ho ho. Game này nếu các bạn không biết thì nó diễn ra cái lịch phát hành của game này nó vào khoảng tháng 12 năm ngoái. Thì đúng đợt đợt Giáng sinh, vậy nên là các bạn được nghe rất là nhiều cái âm hưởng của Giáng sinh. Thật sự luôn. Chu Phạch. Tìm mình đi. Đấy, dưới này nó còn một cái cổng nữa này. Đấy, cứ mở mẹ hết đi. Cho nó cho nó gọi là dù béo đã bước qua đây, hiểu không? Rồi. Ok, here we go. Hướng thẳng đến chỗ nhiệm vụ chính à. Bây giờ chúng ta sẽ go to the fire hole. Fire hole theo mình nhớ đó là cái trạm cứu hỏa, hình như vậy. Nào, thử cái candle. What the fuck, gậy phù thủy. Gậy phù thủy. Oh shit. Thử lại xem nào. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Quẩy vãi. Oh shit. Ui, gậy còn có pháo hoa, xem nào. You shall not pass. Oh shit. This is my kind of shit, man. You shall not pass. Trời ơi. Thề mình yêu Lord of the Rings vãi đái. Nào thử lại chút, sao nó pass. Oh shit, oh shit. Ui, hay vãi. Sao mình ghét con mấy cái đứa người này nhỉ? Bố mày là duy nhất ở đây. Ok. Get the fuck out of here, human. Now, you shall not pass. Ui, là VIP phải đái. Nhiệm vụ phụ chắc để sau đi. Cứu người là... Còn nếu mà các bạn thắc mắc là tại sao anh lại cứu người trước? Nhân cứu người phải cứu người trước thôi. Are you kidding me? Các bạn có còn là con người nữa không? À, chúng ta có thể phá hủy cái đống trang bị của bọn Octavius này. Mà nó nằm đâu ta? Trong này hay sao ấy? Bố mày cân hết, bố mày cân hết, bố mày cân hết. À, giật điện tao à, giật điện tao à. Vật này. Mình có thể làm gì ở trong này? Đứng trên này bắn à, hay gì? What can I do? You kidding me? Bấm 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 hay làm gì? À.
Ui auto shotgun này. Đưa súng đây. Rồi. Đấy, cái gì đấy? Rồi, ăn luôn. Nhặt first, ok. 600 tiền. Còn trong này còn gì không? Hình như là phải phá các bạn. Để mình thử nhá. Oh, god damn. Yes. Ôi, lại đòi exo suit. Mình kiếm ở đâu nhở? Rồi, chúng mày cứ ở ngoài đấy đi. Một con lợn béo. Chúng ta sẽ tìm hiểu xem trong này xảy ra chuyện gì này. Sao tự nhiên nhạc nó nổi lên nghe gớm vậy? Blueprint. Yeah. Cần... Holy Terror. Máy cưa hay là máy gì đây? Ở đây có cái bộ đàm của nó này. Lục lộ xem nào. Oh, what do we have here? Toàn thuốc. Một mũ bảo hiểm này. Ui, ui đẹp phải. Oh fuck. Ủa, mũ này còn hơn cả mũ 3 trong PUBG nữa. Mũ này mũ 10 mẹ ơi. Che hết cả gáy luôn. Oh shit. Oh shit. Oh my god. Oh my god. Oh my god guys. What the hell. Woo. Uầy. Đây thì hóa ra là cảm giác khi mà mặc exosuit. Ok, motherfucker. Get the fuck out of my way, bitch. 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 Đéo ơi. Cái gì? Mấy con lợn này. Mấy con lợn này. Mấy con lợn này. Thôi, vào đã. Ôi, exosuit nó có giới hạn thôi. Chết tôi. Oh my god, look at this shit. Đúng như kiểu trong Call of Duty ấy. Chết mẹ, bây giờ phải đi đâu đây? Ôi, cái lối chui xuống y hệt như là... Ui. Láo. Láo. Oh, 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 oh. Ủa đá này. What do you want? Bitch! This is supposed to be a fallback point for Obscure, so who brought all the zombies? Or what? Cái điều gì mà mang bọn zombie vào trong này? Hoặc là cái... Hoặc là ai? Ủa, vô láo này. Rồi, chắc là mình sẽ để cho cái bộ này nó hết đi. Cái bộ này nó kêu đau đầu quá. Oh shit. Nhìn này. Không biết có phiên bản Infinity Power của cái bộ này không. Why? Hết rồi. Chúng ta chỉ có thế thôi. We had our time. I should document this. Ok. 661 tiền. Trước khi thám hiểm cái khu này, mình sẽ phải lấy đồ đã. Mặc cái bộ này cho nó... Đó! Phải như thế chứ. Đẹp vãi. Rồi. Đi vào... khám phá nào. Kiếm nốt đồ đây. Tiền nhiều vãi luôn. Ui. Chính là mình không để ý chứ. Chứ ở trong này cũng... khá là nhiều đồ đấy. Không có ít đâu. Ok. Điều tra cái quắt ở trong này. Chúng ta có 3 cái phải điều tra. 3 mục. Of curious leaves their stuff everywhere. À, bọn này nó bỏ đồ lại ở mọi nơi luôn. Ok.
cartography, my top favorite orography. Một cái này. Something ate his face skin off and hung him here. Yep. Để treo xác người lên đây, liên quan vãi. Bản đồ này. Một cái four nữa. City hall, the drugstore apartment, the fire hall, and the junkyard. Bây giờ là còn một phần nữa. Vứt đồ của bọn nó ở mọi nơi này. Tại sao trong này lại khóa nhỉ? Dùng cái này không biết có được không nữa. Đây rồi. Này cái đéo gì đây? Says over 100 soldiers have died hunting this thing? Son of a bitch. Cả hàng trăm người lính chết vì săn cái sinh vật này. Rồi. Xong. À, ra khỏi ra cái chỗ sân à. Cái sân nó ở đâu nhỉ? Mình thề lúc mình vào đây, lúc mình vào đây mình không nhớ lối vào. Mà lúc ra mình cũng quên lối ra luôn. Oh god. Không hiểu đầu óc của gì. À, mình trượt xuống. Trượt xuống. Đây, sẽ lên lại nhá. Lên lại. Lên lại xem cái sân nó ở đâu. Hình như không có cái sân hay sao? Cái sân nó ở đâu á? Hay là phải đi ra ngoài? Hình như phải đi ra ngoài rồi. Có thể ở lại một lúc nữa để kiếm đồ cũng nên. Chết mẹ, ăn first aid kit rồi. Nghịch ngu quá. Hay ở trong này có túi tiền gì nhiều không? Mình đoán là chỉ có vậy thôi. Ở trong này có con dao này. Lại kiếm băng tiếp này. Kiếm băng mình chưa xài hết mà. Thôi, đổi đi. Đổi lấy cái mới. Đó. Ok, xài cái candle đi. Chúng ta có một cái score phải làm này. Chế tạo trực tiếp 15 vũ khí. Ây! Không cho nhảy xuống má. Rồi, đi thẳng ra đi. À, cái gì đây? What the fuck? Cái gì bắn đấy? Quá, 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 quá. Ôi, thằng này nó đang chạy kiểu nó hết hơi là nó bị đấy luôn, bị dừng lại luôn. Kiểu nó mất đà ấy. Kiểu đang chạy bị ngáng chân. Mẹ đồng thế. Chúng ta để tao phải dùng cái candle lên chúng mày. Đó, giết 200 zombie với cái candle. Sổn. Lộn rồi. Đây cái sân đây. Cắn nào, cắn. Yeah! You shall not pass. Ok. Ổn hơn rồi đấy. À, nó đây này. Mày đã ở đây rồi, con lợn này. Gì? Paula,
I was just about to call you. Đang định gọi cô. The junkyard is crawling with obscure soldiers. Yeah, I was just. Sân này đầy bọn obscurists. Hey, why don't you stay here and cover me? Yeah, good call. I got your back. Rồi, mày ở đây hỗ trợ tao nhá. Đáng yêu lắm. Vào đây mình khử hết mấy thằng quân trong này luôn. Wow, hẳn là stealth luôn. Did you see it? Hey, we got company. Company, company của mẹ mày. Hey, come on, let's check it out. Ally down. Watch my back. Target. Nói nhiều. Mày định làm gì? Watch your gun, đủ. Ê, nó quay mặt ra đây. Không được, không được, không được. Nó đâu rồi? Không được rồi. Ôi, nó biết mẹ rồi. Nào, xong lên, boy. Oh, con này phải dùng rồi, shotgun rồi. Mày bắn tao đi. Mày tưởng mình mày có súng á? Bố đây cơ mà con. Oh, mày nghe thấy gì ý à? Có đó đằng sau này này. Trên bản minimap có cái gì này các bạn ơi. Ồ, mình đang đứng ở chỗ đấy luôn mà. Minimap có gì vậy? Hay là đây là cái chỗ của bọn đấy. Ở đây xem nào. Chà, có cái quần què gì làm người ta tò mò. Jesus. À, thực ra là có đấy. Oh, saw blade. Back kit. Yes. Thank you. Ấy, đừng vứt gậy Gandalf. No. Tại sao mình bấm giữ ở dưới? Rồi, thử súng này nhá. Dùng vũ khí của bọn là Ocris, giết bọn Ocris luôn. Mẹ vải đái bọn nào đây? Trung. Hay có thằng ở đây nó ra check này. Mình sẽ chờ. Trò này có vẻ vui đấy. Mẹ trông cái dáng khệnh khạng ghét vãi đái. Man, my glad I was ordered to stay here with the commander. Oh fuck. Mẹ thằng Hải Châu đấy. Yeah. Là mình tốn cả đạn. Thằng lợn. Cái này để chế cái gì đây? Chả biết để chế cái gì cả. Chắc là chả chế được cái gì đâu. Cũng được phát hiện mẹ rồi. Phát hiện chưa? Vậy chế để cho sao con stealth. Thử nhá. Hay quá. Cover me. What the hell? Đến nước. Nó giết đến đít rồi. Nó giết đến đít rồi vẫn còn sell được. Mà đúng là game. Mẹ bọn này bắn súng đau thật đấy. Fuck. Coi nào. À, thay súng mới đi. Đó. Ừ, súng này cũng ngon mà.
Trong này có gì để mình có thể lục lọi không nhỉ? À, tất nhiên là có rồi. Med kit. Yeah. Hết lính chưa nhỉ? Má nhìn cái tướng cầm cái gậy đúng bựa luôn. Mấy khu với trong này giống nhau thế nhỉ? Hơ. Stop. Ôi, I'm one of you guys. Gì đây? Ơ. Bốc à? Cái gì thế này? Sao game mày bốc nhiều thế? Vớ va vớ vẩn. Rồi, cầm quả súng đi cho nó hoành tráng. Đó, cầm súng cho nó giống lính. Copy that. We'll be there shortly. All right, make it quick. You were attacked by an armed group yesterday. They killed two of your men. One was a man, the other a woman. Tenure officers and friends. I know where they're gonna hit you next. I know how many are going. I know the name of the leader. I know where they hide their food. With that kind of information, it could prevent a lot of unnecessary death. What do you want? 30 minutes, off the record. What the hell are you doing, Vic? Commander, I found this civilian messing around with one of our computers. Darcy. Put him under watch. Get him a meal and a shower. He stinks like shit. Yes, sir. All right, Miss Chu, you can ask your questions. Lieutenant, she's coming with us. What are you getting yourself into, Vic? Mr. West! It's a shame you're not proving as useful as your friend. Take care of him. Oh, shit. Just another dirty peeping Tom! Come on, let's just sit down and talk about this, all right? Oh my god. Thực sự mình không hiểu là con Vic nó làm gì mà dính dáng đến cả mấy cái đứa này. Chết mẹ rồi. Bây giờ mình phải đấu cái thằng này, nó tên là Flame Trooper à? My god. Lính lửa luôn. Nó bắt mất thằng Darcy và nó đang hợp tác gì đó cùng với con Vicky. Vào đây thằng đần. Xem mày có gì? What you got? You got back there, dumbass. Thằng vừa đần vừa ngu, vừa đần vừa ngu, vừa đần vừa ngu. À, ôi nó phụ. À, em xin lỗi, xin lỗi. Em không gọi anh là ngu đần nữa. Thực ra anh là thằng siêu đần siêu ngu. À. Bố mày biết rồi nhá. Mày không phun lửa được xuyên qua đây được đâu. Thằng vừa đần vừa ngu. Thằng vừa đần vừa ngu. Ôi. Thằng ngu. À, thằng ngu kìa. Thằng ngu kìa. Thằng ngu. Thằng ngu. Siêu đần siêu ngu. Ủa, nó đâu rồi? You God stupid dumbass, motherfucker! Think you can get a scoop on me by cozying up with the creeps? Frank, over here. Cái này vẫn exosuit mới lấy được các bạn ạ. Oh my god. Rồi. Those bastards took Darcy. You see which way they went? Bọn nó bắt Darcy rồi. You're going after them, right? You'll save Darcy? Anh sẽ đuổi theo bọn họ đúng không? But not on purpose. Okay. Có thể thôi, nhưng mà đấy không phải mục đích của tôi. Tôi sẽ tìm hiểu xem chúng nó đi đâu. Anh đi đi, tôi sẽ gọi anh khi mà có chuyện gì đó nó đến. Ok, bây giờ chúng ta sẽ có nhiệm vụ là đến Westridge.
Nhưng mà thôi, mình nghĩ là chúng ta có thể khép lại một cái tập rất là tuyệt vời của Dead Rising 4 tại đây được rồi. Và mình sẽ cố gắng ra video nhanh nhất có thể trong cái thời gian sắp tới. Và cảm ơn bạn đã luôn ủng hộ mình. Mình thấy cái series này được rất là nhiều bạn quan tâm bởi vì cái lý do rất là thuyết phục. Bởi vì các bạn có thể thấy dẫn chứng ở mọi nơi. Cứ mỗi tập là có những bạn luôn chỉ mình cách craft vũ khí này làm kia. Rồi thậm chí các bạn chỉ mình chỗ Exosuit ở đâu, nhưng mà thực sự mình không muốn bị spoil ở những cái đấy, mình muốn được bất ngờ. Còn những cái nào mà thực sự nó cần thiết thì mình sẽ có thể lắng nghe và mình sẽ làm theo. Nhưng mà những cái như kiểu những cái trick kiểu như thế thì mình nghĩ là mình sẽ tự mình tìm hiểu ra. Ok, và ngoài ra thì cái game này nó còn có những cái gì đặc biệt thì các bạn có thể chỉ mình bằng cách comment ở bên dưới. Nếu như các bạn thích cái video thích cái series này, các bạn có thể cho mình một like cho mỗi cái tập của cái game này, và mình thực sự mình rất là cảm kích về cái điều đó của các bạn. Ok, nếu như các bạn mua cái tựa game Dead Rising 4 bản quyền để có thể có thêm chế độ co-op và chơi vui vẻ với bạn bè của các bạn có thể bấm vào link bên dưới description, mình có thể hết thông tin dưới đấy. Và ngoài ra các bạn có thể xài mã giảm giá bằng cách là gõ hiểu béo không dấu và viết liền để các bạn có thể giảm được một cái chi phí phần nào cho đấy cho các bạn. Ok, mình sẽ gặp lại các bạn ở tập sau và cảm ơn các bạn, tạm biệt.